chưa có bia bỏ. Nó nhậu mà uống nước dừa. Dừa này hiếm lắm chú biết. Có lấy con đầu gấp chưa? Đem ngoài rồi. Chú làm gì vậy? Hả? Quay mình đăng YouTube chứ làm gì. Chào mọi người. Lâu quá không gặp mọi người. Mọi người khỏe không? Nay fan chú đâu? Ủa tại vì chạy ghê không cô? Rồi, này đang nhậu tỉnh sai với vậy. Hai bên tao biết rồi. Té cà cái con chó đúng không? Hả? Phải không? Vậy nè. Rồi đụng. Giỡn cái mặt lên. Hiểu không? Có nào phải đè cái đai xuống giỡn cái mặt lên để nó tậy cái mặt. Mặt còn là măng nữa. Tao đụng. Rồi chưa? Ra. Đi, tao đang quay. Chú ra luôn. Đi xuống đi, tao đang quay rồi. Ra sao chấp, chấp mày nhậu nha. Trước á. À, bữa nay dỗ tổ mùng 10 tháng 3 Nghĩa với anh hai bài nhậu rồi mọi người. Mình xin thiệu mọi người con game đến từ nước ngoài cực kỳ uy tín, đó là iWin nha mọi người. Con game này thì có rất nhiều sự kiện luôn, có sự kiện gì mới nó sẽ nằm ở phần thông báo nha mọi người. Nó rất nhiều, rất có sự kiện gì mới nó sẽ nằm ở đây nha. Còn hiện tại thì ở đây mình có sự kiện, rất nhiều sự kiện ngoài màn hình như là VIP Club nè mọi người. Mọi người, cái này chủ yếu là các bạn chơi nhiều các bạn sẽ được win VIP nha. Sự kiện cây tiền nó mình tích lũy điểm, tích lỗ. Cái này sự kiện cây tiền thì mình nhận rìu nè mọi người, mình chặt cây nha, tích lũy rìu mình chặt cây. Đó, đây có các khu thưởng là vàng, bạc, đồng nè. Đó, mình chặt cây, mình nhận thưởng. Còn phần nạp tiền, thẻ đây mình có thể nạp có 6 cổng nha mọi người. Thẻ cào, Momobay, Zalobay, Viettelbay, WeBankin, iBankin. Nó còn có phần nạp VIP nữa, nạp nhanh, nói chung 8 cổng lận, đó, rất nhiều cổng luôn. Còn phần đổi thưởng thì các bạn chỉ cần nhập số tiền cần đổi vào, nhập số tài khoản và các bạn nhấn rút tiền, rút thôi, khá đơn giản luôn. Đó, ngoài màn hình chính nó sẽ có rất nhiều trò. Đây mình thử vào trò, thử cho mọi người xem ha. Đây mình thử vào trò xích bô trên dưới, trò này chủ yếu là các bạn chọn trên dưới thôi. Bây giờ mình thử cái 200 nha. 4 mình chọn trên đi. 7 này mình không biết chọn gì hết mọi người, mình nhận đi. Ăn ít no dai mọi người. Nói chung là các bạn thắng thì nó sẽ cộng tiền như hoài luôn. Bạn chọn thắng cộng như hoài, tiền như hoài luôn. Đó. Ngoài hành chính nó sẽ có rất nhiều trò. Mình thích trò nào thì mình vào vô đó mình chơi nha mọi người. Nó rất là nhiều trò luôn. Thì link tải mình có để phần mô tả nha. Đó, mọi người có thích thì tải về. Ok, cảm ơn mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người, mình là Kiệt đây. Đó, thì bữa nay là ngày dỗ tổ Hùng Vương nha mọi người, mùng 10 tháng 3. Thì nãy Kiệt mới quay cho mọi người coi đó, Nghĩa với anh hai đồ đang với mấy anh em nữa đang bài nhậu dưới chòi mọi người. Đang làm mồi dưới á. Thì Kiệt qua mới đi Sóc Trăng về qua. Thì bữa giờ mình cũng đọc được rất nhiều comment của các bạn, nói chung mình cũng rất là buồn. Dạo gần đây nói chung là mình bị stress rất là nhiều mọi người. Dạo gần đây là mình stress dữ lắm. Tại vì mọi người biết kênh mình hiện tại thì view đồ nó tụt dữ lắm mọi người. Thì cái điều này mình cũng đã tâm sự với các bạn rất là nhiều rồi. Thì cái kênh này hồi xưa giờ bắt mấy cũng nói chung là kênh này nhà phát triển thì cũng nhờ Nghĩa. Đó, thì đó giờ nó làm nhờ mọi người cũng ủng hộ thương quý mến nó mới đăng ký cái kênh của Kiệt. Đó. Nên từ khi mà Nghĩa nghỉ thì mọi người không xem nữa, mọi người cảm thấy trong lòng giống như là bị hụt hẫng. Đó, nhưng như kiểu vậy mọi người, ví dụ như mình người coi mình cũng cảm thấy vậy nữa, cái điều đó mình không có trách mọi người được. Thì khi mà mình đăng ký kênh nào đó thì mình phải coi người đó chứ đúng không? Còn giờ Nghĩa nó nghỉ thì mọi người không coi nó chuyện cũng bình thường. Thì mình cũng không có gì hết mọi người. Thì mà mình thấy mọi người comment kiểu như là thằng Phát vô này là không hay bằng Nghĩa, hoặc là tem từ khi Nghĩa nghỉ thì làm không còn hay nữa. Thì mình nói mọi người nè, mỗi người mỗi tính, thì không phải là ai vô cũng phải giống Nghĩa, ai vô cũng phải hơn Nghĩa vậy mọi người. Thì mọi người đừng có bắt ép người này làm người kia làm sao đó, mọi người. Chứ giờ mình làm mình đang rất là cố gắng luôn, nhưng mà ngày nào mình vô cũng đọc bình luận tiêu cực bạn đó, mình cũng rất là buồn mọi người, chứ sao không buồn được. Đó, thì hiện tại thì mình cũng đang cố gắng, tại từ thằng Nghĩa nó nghỉ thì nó để là cái lỗ trống quá là lớn, bây giờ không biết cách nào để mình khắc phục được hết á. Đó. Thì mình đó là trên vấn đề trên clip thôi, còn ngoài thì anh em chú cháu tụi mình vẫn bình thường như mọi người thấy đó. Ví dụ như mình với Nghĩa mà có này kia hay như thế nào nó đâu vô đây chơi ăn nhậu làm chi đó,
không còn chơi với nhau nữa thì như ăn nhậu vui vẻ làm gì đúng không? Đó, nhưng mọi người cũng biết thì mấy anh em nào mình không chơi với nhau, mình không chơi với nhau nữa làm sao mà vô chơi tối ngày đúng không? Nên chuyện đó thì mọi người yên tâm, thì mình với Nghĩa cũng bình thường thôi, nhưng mà tại vì nó cảm thấy thì nó không muốn làm nữa thì nó không làm nữa thôi. Đó. Còn khi mà mình làm tiếp tục làm cái kênh này nữa thì chắc chắn một điều là càng ngày sẽ càng tụt view. Đó là lý do tại sao mình tạo nhiều kênh. Các bạn comment nói là tại sao mình làm 2-3 kênh, cái này làm chưa xong làm tới kênh kia. Khi mà các bạn đăng ký kênh như có Nghĩa thì mọi người coi quen Nghĩa, bây giờ mình làm không có Nghĩa thì mọi người lại không coi. Nói vậy mình làm cái kênh lớn cái nào lớn. Ví dụ mọi người nào để ý coi một cái kênh YouTube nào đó, khi mà các bạn chuyển một cái chủ đề nào khác đó, ví dụ như một cái kênh YouTube mà chuyên làm về đi săn bắt, mà chuyển hoặc cái chủ đề nào nó giống như là hài đó, thì chắc chắn sẽ không có người coi. Nó đó là cái đó là vậy, tại vì người ta đăng ký người ta coi săn bắt mà, giờ các bạn bắt ta làm hài, ủa các bạn làm hài thì người ta có coi, nó là kiểu vậy mọi người. Còn các bạn đăng ký gì coi gì Nghĩa, mà giờ Nghĩa nó không có làm nữa thì các bạn không coi nữa cũng bình thường. Thì nói chung là nhà mình cũng không biết nói sao thì mình nói với mọi người vậy đó. Thì mình cũng sẽ cố gắng, sắp tới mình sẽ kiếm một người nào đó, nói chung là cũng mình cũng đang cố gắng kiếm, chứ giờ kiếm người học cũng không được, vô cũng vậy mà mọi người coi lại không hay nữa. Ráng kiếm một người cho nó hay đó, rồi quay cho mọi người xem cho nó ok một xíu, chứ giờ sao giờ đúng không mọi người, tại vì giờ phải tìm một người nào đó vô coi cũng phải được chứ xíu, chứ cũng phải hay xíu chứ, giờ không lẽ tiễn bừa tiễn đại vô rồi lại không hay đó mọi người, lại không vui nữa, nó là vấn đề đó. Nói chung là nó cũng không được hay vô lắm, nó là vậy. Ok mọi người, còn một việc nữa đó là mọi người nói dạo này gần không biết mấy bạn có chuyên về YouTube, hay là các bạn làm YouTube, hay các bạn rành bên YouTube, hay gì các bạn biết doanh thu của YouTube bao nhiêu đó, thì không biết mấy bạn đó không biết sao mà cứ comment nói kênh Kiệt làm một tháng mấy ngàn đô, làm một clip quảng cáo mấy triệu, trời ơi các bạn cứ tính đâu trên núi không sao mà được các bạn. Tại mình nếu mình làm một tháng mấy ngàn đô thì mọi người nghĩ những cái kênh YouTube kia chắc nó làm bao nhiêu mọi người đó. Thì nói chung là mình nếu mình rảnh một clip quảng cáo mà mấy triệu bạc á, thì mình đã mướn anh em làm đông, nó cho mình đỡ khỏe, mình khỏe nữa đúng không mọi người. Đó, còn này mình cân đo đong đếm đó, mình thấy mình làm trả lương không nổi, mình mới mướn ba anh em làm cho nó có anh em được nhiều tiền đó, tại vì mướn một người cũng 5-6 triệu rồi đó, 5-6-7 triệu rồi, nói chung là tùy tháng mọi người, tháng nhiều thì anh em nhiều, tháng ít thì anh em ít, mình rất là công tâm đó. Như mọi người thấy đây là cái video cái kênh YouTube Kiệt Bắc TV, cái kênh hiện tại là ngày nào mình cũng ra clip thì kiếm được 326 đô nha mọi người, đó 326 đô. Đây để mình cho mọi người xem cái video mà mình quay được, đây video 17k đi, 17.000 view đi, để video 13.000 view thì nó ít tiền quá, 17.000 view thì kiếm được bao nhiêu tiền nha. Đây doanh thu nè mọi người, mình kiếm qua doanh thu cho mọi người coi. Đây 17.000 đô thì có 17.000 view thì mình kiếm được 10 đô, được 240 đó. Một video mình kiếm khoảng 200-300 ngàn vậy mọi người ơi. Đây còn video này 16.000 view coi đó. Mình show hết nè, nó kiếm được 17 đồng, nói chung là tùy video nha mọi người. Nói chung là ăn uống thì nó sẽ tiền nhiều hơn, nó ăn uống thì nó tiền nhiều hơn là mình tròn, nói chung là tùy video thì tầm đó tầm khoảng 200-300 ngàn. Đây mình chuyển sang kênh khác cho người xem ạ. Rồi thì đây là kênh Kiệt Bắc TV. Đó, kênh này mình kiếm được 148 đô. Đó, thì kênh này mình ít ra video thì nhưng mà nó vẫn tính 28 ngày nha mọi người, là tính 28 ngày gần nhất là kiếm được 148 đô. Đó, chưa được 500 nữa mọi người. Còn đây là cái kênh mới của Kiệt nè. Đó, kênh mới thì mình kiếm được có 70 đô mọi người. Chung quy là chắc nãy giờ được nhiêu đô ta? Chắc khoảng 500 hơn phải không? Đó. Đó là một tháng mình kiếm được nha. Tháng cán kiếm được 500 mấy đô, chưa tính tiền thế này kia nha mọi người, thế 20-30% mà nha mọi người, đó là thế của Hoa Kỳ đó. Thì đó thì mình muốn nói cho người biết là mình, ví dụ như mình kiếm được 500 đô là mình phải bỏ thế là khoảng 5-70 đô hay gì đó, nó gọi là tiền thế, thì nó còn 400 mấy đô
đó, thì mọi người chia ra mấy anh em một tháng thì trả anh em người 5-6 triệu, tùy tháng. Tháng này mình chưa tổng, mình không biết được đó, mình có gì để giấu hết mọi người đó, thì mình cũng không còn nhiều tiền hết mọi người đó, mình nói chung hết tiền luôn rồi. Tiền YouTube chắc còn được được 2-3 triệu gì, 2-3 triệu á, 2-3 triệu gì à đó, thì mình phải nhận thêm quảng cáo này kia. Thì các bạn mong các bạn, ví dụ các bạn thích thì các bạn coi, các bạn không thích các bạn lướt qua, chứ các bạn muốn giờ làm mà không có lương thì sao anh em mình sống, đúng không đó, thì mong các bạn hiểu đó. Giờ mình cũng biết nói vậy, cái gì mình cũng nói cho các bạn hiểu để các bạn lên comment, các bạn như đúng comment, có mấy người comment đúng rồi, như nắm rồi, như là người đang nắm cái kênh của mình là biết chính xác số tiền mình lãnh hay sao, mình không hiểu nổi đó. Thì đó, mình show cho mọi người xem rồi, vậy đi nha mọi người, để mình đi xuống chòi coi có gì mình quay xíu cho anh em coi. Thấy hiện tại anh Hai với Nghĩa đâu đang nhậu dưới nha. Rồi ok mọi người, có gì xíu xuống dưới mình quay cho mọi người xem xíu à. Nhậu đầy chòi luôn rồi. Vô mọi người vô. Dạ, cá không xỉu ăn liền. Hả? Có ai ăn thử một con quay lên đăng lên YouTube coi. Tí ăn thử một con tí. Để sợ đi. Ngon lắm thiệt. Thì ai đó không ngon đâu. Nhưng mà thấy nó ghê thôi chứ. Lấy giờ chú hai. Để rửa nó cái mọc vừa thôi. Cái này đun vừa nha mọi người. Chú Kiệt lấy một con hai chén muôn nữa rồi. Mà mày cha tao hả vậy? Sai tao lấy. Mày tao đang quay ăn luôn dừa hả? Dừa chấm cao ngon lắm á. Nào nước mắm không? Nên kêu Nghĩa làm luôn vậy? Có làm cho nước mắm ớt vậy. Nào nước mắm Nghĩa. Lấy chén nước mắm. Vô đây. Rồi, trên này quá. Bỏ ớt vô, sắc ớt vô. Đây đây. Ừ, nước mắm một đường ớt thôi. Ủa vậy, xấu quá rồi, nó giật luôn. Món này hơi bị xịn á. Nắm cái đầu cái cắn cái hả? Quật luôn rồi nha, cái đầu như hộp đậu phộng vậy. Chỗ quá. Qua dữ. Dữ quá. Dẫn đi. Anh đang có một dự án sắp kết hợp với Việt Bát nè. Kéo view này kia nọ. Dạ. Gì nó kịp. Dán lớn không? Lớn. Đầu tư cỡ 670.000 tỷ không? Gia đảo kiếm hả? Rồi biển kiếm. Ăn bánh tè đó tài. Đấy, pha ngoài đăng YouTube này kia đủ thứ. Công khai sớm quá. Đó, quay được tiếp đi. Tôi déo đi. Quay phải lâu mới được cái kẹt cỡ anh bể trơn. Phải vậy, anh phải cho con cái đừng quay YouTube rồi bậy bạ đâu. Không, sắp tới mình có dự án lớn lắm. Để nghiên cứu lại, tính kỹ nữa, hợp đồng kia sao này kia. Trời ơi, kia trời. Từ tí ơi, làm gì đâu. Hello mọi người. Em có coi mà. Đó rồi, quay đây. Lý Thị Cao. Rồi, có đăng không có chuyện gì đâu mà tiêu đề nó dùng tiếng Anh nhỏ đúng đẳng cấp luôn. Mới sắp chiếc may bắt gần chục tí rồi. Trời ơi. Con gì hôm bữa anh nói xong anh có là dự án của anh đi trang vậy luôn á. Dự án anh kìa. Dự án chục tí hả? Để đây đi. Dự án lớn. Trời ơi, đừng có đăng quay mấy cái tay vô mày. Dự án 1 triệu đô à. Ốc luôn. Ốc gì mà. Bò quá, lại ghê quá. Để cho anh thấm nước mắm hay sao đấy. Đúng rồi, dục vô. Ăn đi, ăn thử cây đi. Máy nào quay giờ? Máy nào cũng được, em cứ tự nhiên đi. Mình cắn mà xịt nước qua đây cái là tôi bạn mất lòng từ đây luôn á. Tuyên bố á. Nghĩa con, triệu Nghĩa. Cái đầu giống như hộp đậu phộng nha. Trước khi luôn miệng đưa từ từ nha. Nhưng mà ta bỏ đầu ra nha, ta có ăn đầu à. Ta cắn cái đầu cho dục. Cắn cái đầu dục. Trời luôn. Mày dám ăn không? Dạ, ta cắn cái đầu. Mọi người nha. Ta cắn cái đầu dục, ông ơi. Đưa nghe nghe miệng. Trời, cái thằng ta kêu để từ từ. Bỏ vô. Làm lại con khác, làm lại con khác. Yếu rồi chứ. Ờ, đi rồi. Từ từ. Rồi nó bò ra kìa. Còn nữa mà chú. Còn nữa mà. Cái này mắc không đấy, con nhiêu? Mấy ngàn anh ơi.
năm ngàn viên á, năm ngàn mấy ngàn. Ghê thiệt mọi người, mình chưa dám ăn. Thôi tí từ từ mày để vô miệng. Thôi nó chạy kìa. Tí mày để vô miệng cho nó nghe qua nghe lại rồi bắt đầu mày nhai từ từ mày tém vô. Đây lỡ